Không được đền bù di rời khỏi vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, người dân ở hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn, huyện Sóc Sơn lại tập trung chặn xẻ rác vào bãi rác Nam Sơn ở cả cổng số 1 và số 2 từ tối ngày 13 tháng 7. Theo một số người dân chặn xe rác ở cổng số 1, thành phố Hà Nội đã thông báo hết quý 2 năm 2020 sẽ đền bù xong để người dân trong vùng ảnh hưởng của bãi rác này rời đi. Nhưng đến nay, họ mới nhận được tiền đền bù đất nông nghiệp, còn đất ở, đất ao, đất vườn chưa được chi trả. Vì vậy, người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác để yêu cầu thành phố thực hiện lời hứa. Mong muốn thì của mình cũng như của các bà, tất cả bà con, chính quyền sớm di rời đi, để bà con đi chỗ khác còn làm ăn. Đấy, các cháu nó lớn lên hơn được đi học đầy đủ, ở đây cũng đi học, nhưng mà đấy bạn thấy không, cứ bụi rồi khói rồi mùi rồi mũi, nó khổ lắm. Những lời hứa từ đây nó không thành hiện thực, mọi người cảm thấy bức xúc. Đấy, chỉ đòi quyền lợi của mình thôi, là được thì bây giờ đền bù tiền ruộng rồi, đúng không ạ, hỗ trợ rồi. Tiền đất, tiền nhà thì bây giờ đất thì ra ngoài nó sao mua được, nó đắt, không thể mua được. Ví dụ mua nhà được một chút tiền ruộng vài trăm triệu thì ra ngoài cái mua được, cái đất không được. Đất ở đây đền bù rẻ, nhưng mà bây giờ toàn 10, 20 triệu một mét thì làm sao mình có thể mua đất để mình ở được. Đấy, bây giờ cái tiền ruộng có nhưng không có tiền mua đất, người dân không đi được, cứ ở đây suốt rồi. Bao nhiêu năm nay rồi, rất là khổ. Tôi nghĩ là các ông nói nhưng mà không chính xác, bởi vì nói nay hứa mai hứa, dân chúng tôi coi như thế là tôi không biết là nói những người 500 mét mà tôi thiện hiện giờ là tôi trong vòng 0 mét, từ 0 mét cho đến 100 mét tôi vẫn ở đây mà 20 năm nay rồi, chúng tôi vẫn sống mà bây giờ lại bãi rác cơi lên như thế này, chúng tôi không chịu được. Bức xúc là dân là phải cho chúng tôi rời khỏi bãi rác thì chúng tôi mới tin, chứ còn cứ lay hứa mai hứa là chúng tôi không tin ai được nữa. Sau khi xảy ra tình trạng rác ùn, thì xã Nam Sơn đã mời người dân lên họp cũng như nghe ý kiến của người dân. Đại diện của xã Nam Sơn cho biết, sau khi mà nhân dân thôn 2 xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn ngăn chặn cái xe rác, trước tình hình đó thì ban thường vụ đảng ủy đã có cái đến tiếp cận nắm tình hình và động viên nhân dân, cũng như là họp đốt sổ ngay để chúng ta đưa ra các cái giải pháp lãnh đạo. Do đường vào bãi rác bị chặn nên rác thải sinh hoạt bị ứ đọng trong nội thành rất lớn, đầu cũng thấy rác tràn xuống lòng đường, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc cho người dân sống tại những điểm tập kết rác cũng như người đi đường.